Cổ động viên Indonesia dọa hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Một cổ động viên Indonesia khẳng định đội tuyển Indonesia sẽ chăm sóc rất kỹ Đoàn Văn Hậu bên phía đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Không nằm ngoài dự đoán, Indonesia sẽ gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022. Hai đội gặp nhau ở lượt đi trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia vào ngày 3 tháng 1 trước khi tái đấu ở lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 1. Xoay quanh trận đấu này, các cổ động viên Indonesia đưa ra những quan điểm trái chiều. Một cổ động viên bi quan, các cầu thủ Indonesia chơi quá cá nhân. Họ cần phải gạt bỏ cái tôi nếu như muốn tiến xa ở giải đấu lần này. Nếu các cầu thủ chơi đồng đội hơn và không phung phí cơ hội trước Philippines, chúng ta đã có thể giành ngôi Nhật Bản và tránh Việt Nam. Trong khi đó, một cổ động viên Indonesia khác hả hê khi Đoàn Văn Hậu sẽ cùng đội tuyển Việt Nam sang Gelora Bung Karno thi đấu. Anh viết, chúc mừng Việt Nam đã góp mặt tại bán kết. Chúng tôi sẽ chăm sóc rất kỹ Đoàn Văn Hậu ở trận đấu tới. Còn nhớ tại trận chung kết SEA Games 2019, Văn Hậu trong một pha tranh bóng đá khiến Evan Dimas của U23 Indonesia bị gãy chân. Sau trận đấu, Văn Hậu đã gặp và xin lỗi Dimas. Tuy nhiên, cổ động viên Indonesia vẫn chỉ trích gay gắt Văn Hậu. Suốt 3 năm qua, các cổ động viên Indonesia vẫn liên tục gây áp lực bằng những lời nói khó nghe trên mạng xã hội với hậu vệ trái sinh năm 1999 của đội tuyển Việt Nam. Xoay quanh áp lực có thể phải đối diện trên sân của Indonesia, Văn Hậu chia sẻ với Bonda Pool, tôi nghĩ mình sẽ phải tập trung vào trận đấu tới trên sân của Indonesia. Tôi muốn đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt ở trận lượt đi, trước khi quay trở lại sân Mỹ Đình thi đấu trận lượt về. Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, tờ Bola viết, đội tuyển Việt Nam quá mạnh ở bảng B. Họ là đội duy nhất bất bại ở bảng đấu này. Không những vậy, đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo còn giữ sạch lưới cả 4 trận đấu và ghi tổng cộng 12 bàn thắng. Trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 6 tháng 1 tới.